bệnh cúm A gia tăng, nhiều bệnh nhi nhập viện. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, từ sáng đến chiều ngày 24 tháng 12, đông kín bệnh nhân xếp hàng, không khí khá ngột ngạt, khiến nhiều người phải đeo khẩu trang. Nhiều bệnh nhân đến khám với các biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, vân vân Đưa cả hai con đi khám vì đều bị các triệu chứng cúm, anh Lại Công Huân ở Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, cả nhà tôi đều bị bệnh đường hô hấp, Mấy ngày nay cháu lớn nhà tôi bị sốt 40 độ, cháu nhỏ cũng có biểu hiện tương tự nên tôi đưa cả hai cháu đi khám xét nghiệm để bác sĩ hướng dẫn điều trị vì sợ các cháu lây cho nhau. Cũng đi khám vì sốt, ho, chị Nguyễn Thị Hằng ở Hoàng Mai Hà Nội lo lắng. Nhà tôi cả hai vợ chồng và con đều ho, sốt, con tôi còn có biểu hiện khó thở nên tôi phải xin nghỉ làm để đưa con đi khám, sợ cháu bị biến chứng sang viêm phổi. Bác sĩ Phạm Thị Như Hoa, công tác tại khoa Nhi bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, hiện là thời điểm cúm A gia tăng, những ngày gần đây số bệnh nhân vào viện tăng cao, có những ngày cao điểm, khoa Nhi tiếp nhận tới 200 bệnh nhân, phần lớn là trẻ mắc bệnh đường hô hấp, nhất là bệnh cúm. Đã có trường hợp phụ huynh đưa con đến khám cho biết, ở lớp trẻ có tới 10 bạn nghỉ học vì sốt. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất của cúm A là trẻ bị sốt, sốt cao, thường lên tới 39-40 độ. Nhiều bố mẹ cho con uống hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ nên đã đưa trẻ vào khám. Những biến chứng sau đó có thể là trẻ ho nhiều hơn, bị viêm phế quản hoặc viêm phổi. Cũng theo bác sĩ Phạm Thị Như Hoa, đang trong mùa dịch cúm A, cha mẹ cần lưu ý khi trẻ bị sốt cao. Với các trẻ lớn đi học cần có biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang. Nếu trẻ có biểu hiện sốt phải lưu ý để cách ly trẻ, tránh để bệnh lây lan. Tại khoa Nhi của bệnh viện Thanh Nhàn các giường bệnh cũng đã chật kín, phần lớn là trẻ mắc bệnh cúm, các bệnh đường hô hấp. Còn tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Nhi Trung ương, hai tuần trở lại đây cũng ghi nhận số ca mắc cúm gia tăng từ 10 đến 20%. Bệnh viện phải dành hẳn khoa điều trị tự nguyện B và Trung tâm y học lâm sàng nhiệt đới Nhi khoa để tiếp nhận khám và phân loại điều trị bệnh cúm, tránh lây chéo. Thời gian gần đây có tình trạng các gia đình có con em mắc cúm thường cố gắng đi mua thuốc Tamiflu để điều trị với mong muốn thuốc sẽ tiêu diệt virus cúm gây bệnh. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, công tác tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thực chất thuốc Tamiflu không phải thuốc diệt virus mà có tác dụng làm ức chế sự nhân lên của virus, làm giảm khả năng bám dính của virus ở niêm mạc đường hô hấp. Đã có báo cáo cho thấy, các bệnh nhân sau 5 ngày dùng thuốc Tamiflu vẫn có đến gần 60% trẻ xét nghiệm còn virus cúm trong người. Sau 10 ngày dùng thuốc, vẫn còn khoảng 30 đến 40% trẻ vẫn thấy virus trong họng. Không nhất thiết các trường hợp cứ mắc cúm là phải dùng thuốc này. Hiệu quả điều trị của thuốc Tamiflu là có thể giảm triệu chứng của bệnh cúm, còn các tác dụng khác không nổi bật như dùng kháng sinh khi điều trị nhiễm khuẩn. Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, theo quy định, thuốc Tamiflu là thuốc phải dùng theo kê đơn chứ không phải thuốc bán ở nhà thuốc thông thường. Vì vậy, muốn sử dụng phải có chỉ định của thầy thuốc. Đặc biệt, thuốc Tamiflu chỉ có tác dụng rõ rệt trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi bệnh nhân có triệu chứng cúm, còn nếu dùng sau đó thì tác dụng điều trị cũng không khác gì các thuốc dùng cho cảm cúm thông thường. Theo đó, khi trẻ mắc cúm, cha mẹ cần tập trung vào các khâu quan trọng như hạ sốt cho trẻ, kiểm soát nhiệt độ cơ thể trẻ dưới 38,5 độ C, vệ sinh đường hô hấp bằng các dung dịch nước muối sinh lý, cố gắng hạn chế người lớn tiếp xúc với em bé, bởi vì trong niêm mạc đường hô hấp của người lớn có nhiều vi khuẩn dễ đi vào cơ thể của trẻ, dẫn tới nguy cơ bội nhiễm, chú ý bổ sung dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước, theo dõi, chăm sóc tốt sẽ giúp trẻ hạn chế biến chứng do bệnh cúm. Đặc biệt, bác sĩ cũng khuyến cáo cách phòng bệnh cúm tốt nhất là tiêm vaccine phòng cúm hàng năm để có miễn dịch, giúp cơ thể chống lại virus khi có dịch cúm xảy ra. Cảnh báo khi mùa cúm đang bùng phát, nếu mẹ cứ dùng khăn sữa lau cho trẻ bị cúm, sẽ khiến bệnh mãi không khỏi. Những tuần gần đây, thời tiết miền Bắc đang vào giai đoạn giao mùa với đặc trưng không khí lạnh ẩm. Riêng Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của không khí ô nhiễm trầm trọng, khiến cho số trẻ mắc bệnh về hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng từ 100 đến 120 bệnh nhi đến khám, với các biểu hiện là ho, hắt hơi, sổ mũi, nghi ngờ mắc cúm. Bệnh cúm có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc một trong những triệu chứng phổ biến của trẻ bị cúm là sổ mũi và ho. Trong khi đó, trẻ nhỏ chưa thể tự xì mũi nên các mẹ thường phải hỗ trợ trẻ làm sạch mũi rãi vương ra ngoài bằng cách dùng khăn sữa mềm lau cho con. Cứ nghĩ rằng đây là cách vệ sinh mũi dãi an toàn cho trẻ nhỏ vì khăn sữa lành tính lại sạch sẽ. Tuy nhiên, cách làm này lại khiến trẻ bệnh chồng bệnh và mãi không khỏi. Vì sao lại như vậy? Trả lời trên một tờ báo, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc Trung tâm Y học Lâm Sàng và các bệnh nhiệt đới trẻ em cho biết, dùng khăn sữa lau mũi cho trẻ bị cúm hoặc khi sổ mũi là thói quen sai lầm. Lý do là bởi, trong trường hợp trẻ bị cúm, sau mỗi lần dùng khăn sữa lau, nếu không thay khăn mới, dùng lại khăn cũ, thì virus cúm vẫn bám lại trên khăn. Việc tái sử dụng khiến bệnh chồng bệnh cứ quẩn quanh không thể khỏi được. Nói về cách vệ sinh đúng cho bé khi bị nhiễm cúm, tiến sĩ Lâm khuyến cáo các mẹ cần vệ sinh đường hô hấp bằng cách vệ sinh mũi miệng. Tuy nhiên chỉ nên dùng khăn giấy mềm lau sạch mũi, rãi rồi vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Ngoài ra các mẹ nên lưu ý những việc sau đây. Hàng ngày cha mẹ nên nhỏ dung dịch nước muối sinh lý natri chloride 9 phần nghìn vào mắt, mũi cho trẻ, xúc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước muối pha loãng đối với trẻ lớn. Thường xuyên vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng với nước sạch, vệ sinh cả bàn tay người chăm sóc và cài cho trẻ, hạn chế tối đa việc để trẻ đưa tay lên mắt, mũi hay miệng, hạn chế cho trẻ tiếp xúc chỗ đông người hoặc người có biểu hiện bệnh. khi trẻ ho, hắt hơi, sổ mũi, hướng dẫn trẻ dùng khăn giấy để che miệng và mũi. nếu dùng tay, phải rửa tay sau khi ho, hắt hơi, quẹt vào mũi, miệng. nếu người trong nhà bị cúm, cần đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm cho trẻ. thường xuyên vệ sinh đồ chơi, đồ dùng cho trẻ khăn sữa là nơi chứa ổ bệnh mà các mẹ không hay biết khăn sữa là một trong những vật dụng không thể thiếu khi chăm sóc trẻ nhỏ với tính chất mềm mỏng nhẹ nhàng êm dịu thấm hút tốt các mẹ tin tưởng dùng khăn sữa cho bé có nhiều công dụng khác nhau như lau mặt lau mũi hay lau người tuy nhiên với khả năng hút ẩm tốt nó cũng là nơi nuôi vi khuẩn nhiều hơn tốt hơn các loại vải khác nếu sử dụng không đúng cách có thể biến khăn sữa thành ổ bệnh đặc biệt là đang mùa dịch bệnh virus cúm hoành hành như hiện nay vì vậy các mẹ hãy lưu ý sau khi dùng xong mẹ phải giặt thật sạch phơi thật khô rồi sau đó mới tái sử dụng cho con phân chia mỗi loại khăn sữa theo mục đích sử dụng và giặt riêng phơi riêng tránh trường hợp khăn lau mặt lại nhầm lẫn dùng để lau mông cho bé như vậy rất mất vệ sinh dễ làm bé bị viêm nhiễm da hay là run sán có thể tiệt trùng khăn sữa bằng cách cho khăn vào lò vi sóng hoặc luộc trong nước sôi khoảng một lần một tuần nên thay khăn thường xuyên khoảng 3 tháng một lần và thay khăn mới nếu khăn bị sơ, khô, khăn bị nhớt, có mùi hôi hay chuyển màu. Phơi khăn ở nơi thoáng mát, thoáng khí, dưới ánh nắng mặt trời.